Rồi, xin chào quý vị và các bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Và mình đang ở trong khoang nội thất của chiếc Mitsubishi Attra. Đây là phiên bản Attra 2020. Và cụ thể thì đây là phiên bản số sàn, phiên bản rẻ nhất của Mitsubishi. Thì Mitsubishi Attra được phân bố với hai phiên bản chính là Attra 1.2 AT và MT. Hai chiếc xe này có mức chênh lệch giá khá là lớn. Cụ thể thì Attra số sàn đang được niêm yết ở mức giá là 375 triệu và Attra số tự động thì chúng ta niêm yết ở mức giá là 460. Vậy thì những cái khoảng chênh lệch đấy thì bao gồm những cái gì? Thì Rồi, chúng ta vẫn có cái tay nắm cửa và một cái chìa khóa trông khá thô. Người đa phần các xe bây giờ đều trang bị nút bấm khóa cửa rồi chứ không dùng chìa tra như này nữa. Đấy, ghế này, ghế nỉ này, chỉnh cơ này, cái phím xoay này nó khá giống trên Fortuner. Ít xe được trang bị cái kiểu như vậy. Đây, chỉnh mặt gương này, chiếu hậu này, nút chờ này, cửa gió điều hòa này, vô lăng này, không có quá nhiều option trên xe. Tuy nhiên với cái mức giá rẻ và có thể hỗ trợ trả góp tối đa thì với số tiền bỏ ra ít, chúng ta hoàn toàn có thể chạy dịch vụ với phiên bản số sàn của chiếc Attra này, rẻ, đi tiết kiệm, thiết kế đẹp. Và theo mình nghĩ thì phiên bản mới này khá là bền, đồ thay thế option cũng không quá đắt như ngày xưa nữa. Cụ thể ngay ở đây chúng ta có thể nhìn thấy trên cái vô lăng mà trên vô lăng của phiên bản số sàn thì hoàn toàn đây là vô lăng trơn và không có phím bấm gì cả. Nó khác với phiên bản số tự động. Khi số tự động thì sẽ trang bị hệ thống đàm thoại ở trên tay cầm, và mình có một cái video cụ thể về cái phiên bản cao nhất số tự động dành cho chiếc Attra. Ngoài khác biệt về trên vô lăng, chúng ta có chất liệu vô lăng khi vô lăng này không được bọc da. Cụ thể thì phiên bản số sàn sẽ thua ở những cái điểm sau, như chúng ta không có hệ thống đèn đầu start stop mà sẽ dùng chìa khóa cơ bình thường thôi. Không có camera lùi phía sau, và tất nhiên là không có camera lùi thì không có màn hình hiển thị ở đây. Đây chỉ là màn hình CD bình thường. Đấy, điều chỉnh ống quay này, nghe nhạc này, cửa gió điều hòa vẫn có này, điều hòa chỉnh cơ, với gió trong gió ngoài hơi thô nhưng mà giá rẻ mà có thể đòi hỏi hơn được. Đây là hộp số sàn 5 cấp, cả trên vô lăng cả trên cần số thì sẽ không được bọc da ở trên phiên bản Attra này. Đó, về nội thất thì chúng ta chỉ có hai loa ở trên phiên bản số sàn, 4 loa ở trên phiên bản số tự động. Ghế thì toàn bộ sẽ là ghế nỉ nhá. Đây, ghế nỉ này, bọc da lại này. Một điểm nữa mà trên bản này không có thì chúng ta sẽ không có bệ tì tay ở trên giống như phiên bản số tự động. Nó chỗ này chỉ là giá đề cốc thôi, không có cửa gió điều hòa ghế sau. Rồi, không có cruise control trên số tự động, không có điều khiển đàm thoại. Đấy, ở đây thì chúng ta có một cái mic này, trông cũng khá thô. Mình đánh giá là thiết kế cái mic này trông như là hàng độ vậy, không phải là hàng hãng vậy. Rồi, điều hòa chỉnh tay không có cruise control, vô lăng không được bọc da. Đó, không có đèn sương mù, không có cánh lướt gió, là những cái khác biệt. Về cơ bản thì nội thất thì chúng ta thấy là nó sẽ cắt và khác khá là nhiều. Rồi, chúng ta có khoang nội thất phía sau. Có thể nói nhược điểm duy nhất của nó là không có hàng ghế điều hòa. Tuy nhiên thì vẫn có bệ tì tay. Đấy. Đằng sau thì có bệ tì tay để cốc, nhưng mà người lái thì không. Ngồi thì với một người ngồi 1m8 thì mình nghĩ là vẫn thoải mái. Đây, chúng ta vẫn thoải mái để ngồi hàng ghế thứ hai. Cốp rộng, hàng ghế thứ hai thoải mái thì chiếc xe này hoàn toàn có thể đủ tiêu chí là một chiếc xe chạy dịch vụ tốt và thu hồi vốn nhanh. Rồi, ngoại thất của chiếc Attra phiên bản số sàn thì chúng ta có thể nhận ra ngay đó là phiên bản này không được trang bị đèn sương mù,
Tuy nhiên thì với cái thiết kế chung như này thì cái việc độ đẽo thêm thì nó cũng không quá khó. Và đèn thì vẫn là đèn halogen thôi. Đây, cả pha cả cốt này. Thiết kế thì mình đánh giá nó không cao lắm, thì theo cá nhân mình thì quan điểm đấy, cái đèn pha đèn cốt này nó thiết kế chưa thực sự đẹp. Tuy nhiên cái ngôn ngữ thiết kế Dynamic Seal thì về phần mặt ga lăng thì vẫn rất là ok này. Đó. Mâm xe cho một chiếc xe 375 triệu thì mình đánh giá không quá xấu, mà có thể nói là cái mâm này khá là đẹp, và đa phần mâm của Mitsubishi các xe hiện nay cũng rất là đẹp. Rồi, ở phần phía sau thì với phiên bản số tự động thì chúng ta sẽ có anten vây cá, và phiên bản số sàn thì chúng ta dùng anten cơ như này, không được thẩm mỹ so với phiên bản số tự động. Atra thì khá là hay vì có khoang nội thất rất là rộng,